Các bác ơi, một cái em nồi cơm 1 lít 8 mà đời sản xuất 2019 được dập ở dưới đáy nồi các bác nhé. Một em nồi cơm siêu to dành cho nhà nào mà đông người 7 đến 8 người ăn thoải mái, nấu được 1 cân 8 gạo đến từ thương hiệu vua đầu bếp Joji. Ngoại hình chúng ta thấy rằng em nó mới tới khoảng 90% cho các bác luôn. Đấy. Là một cái em nồi cơm nguyên bản còn pin, có các chế độ nấu khoảng gần 20 chế độ nấu, có cả lên men làm bánh mì, hè nướng bánh mì cho các bác này, gạo lứt cháo xôi, nấu nhanh, nấu cơm siêu mềm siêu ngon. Rồi có cả chế độ nấu cơm cứng nữa, cơm mềm dẻo, cơm làm sushi, rất rất nhiều cho các bác luôn. Và điểm đặc biệt nữa của em nó là một cái nồi là son khá là đẹp. Chỉ nói là khá là đẹp thôi. Đấy, các bác nhìn thấy ạ, khá là đẹp. Chỉ có một cái vết xíu xiu chúng ta nhìn thấy rõ không ạ? Đấy, shop quay rất là kỹ cho bác luôn nhé. Em nồi này phải đánh giá được là 89% luôn. Rất là bóng bẩy bên trong bên ngoài luôn này. Dung tích rất là lớn. Gioăng thì cực kỳ là xanh vì em nó dùng không hề nhiều thì mới được giữ được cái độ xanh mướt của cái gioăng như thế này, cũng như là cái sau như thế. Đấy. Một cái em nồi cơm 1 lít 8 các bác nhé. Vua đầu bếp Joji Rushi. Bên ngoài sẽ được dán dịch tiếng Việt cho các bác luôn. Nồi sôi các bác nhé, đó, hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng và yên tâm là sẽ được dán dịch tiếng Việt ở các nút ở bên ngoài này cho các bác luôn nhé. À, nút ủ đây, đó, đèn sáng luôn. Và với một cái em nồi cơm mà với ngoại hình mà mới tới 90% như thế này, nồi nguyên bản còn pin có rất nhiều các chế độ nấu đa dạng như vậy. Đời cao 2019 thì giá bao nhiêu ạ? Giá chỉ với là 2.300.000 đồng. 2.300.000 đồng bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành cho các bác nhé. Và bác nào mà đã ưng em nó thì hãy liên hệ ngay với Đồ Nhật Thanh Huyền theo số điện thoại 0936811346. Ngoài mẫu ra shop còn rất nhiều mẫu nồi cơm khác nữa, cũng như là các sản phẩm điện gia dụng Nhật Bản mà giá thì vô cùng hợp lý, giá Việt Nam mình thôi. Các bác hãy liên hệ qua Zalo hoặc có thể là chúng ta hãy nhắn tin ở phía dưới video này. Chúng ta hãy ấn nút like và ấn đăng ký kênh luôn nha các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của shop.